Đây, quay chụp hình. Dạ, đây chị ơi. Cô hả cô ạ? Cô dễ thương quá hả con? Có bị cô ghẹo giống với cô kia không? Cô ở Ion á. Vậy hả? Thế đừng là con ảnh em ngu à. Không được, cái kia ảnh em ngu à. Họ giật kính. Nhưng kính của cô không có trồng đúng không? Không. Vậy được. Quay kìa. Cười với mẹ quay. Trời ơi. Cạp luôn rồi, chết rồi, cô bị cạp rồi. Không tôi rồi, chợ trái tim này tôi bị đánh cắp rồi. Tại vì em có còn tả, không còn cho cái tiền luôn nè. Nè mà trời trời, bế đi luôn chứ. Bế đi luôn chịu không? Chịu không? Cô bế luôn nha. Cô bế luôn nha. Trời, kiếm gì chọn gì mà giặt áo luôn ra vậy? Nè. Tụt rồi đó, cô ở ngoài tụt rồi đó. Kiếm gì cho em tụi áo đây. Trời ơi, miếng rồi. Chết rồi, chết rồi người cô lòi. Em phải chửi cái miệng cái đi. Em bế ra ngoài chơi nha. Chứ cái âm nhìn trong nhà nó em kìa. Âm nhà nó em mà bị biến thể á. Ở bên trong con mẹ đâu luôn. Con đâu luôn. Mẹ đâu? Không quan tâm luôn, kệ luôn, kệ luôn. Chết rồi, chết rồi, ai ẵm con vậy chết. Chết rồi, cô xinh quá mà, cô xinh quá mà. Cứ nựng á, nựng á, chừng bóng cô đau nha. Ừ, lúc rồi. Hãy điện thoại. Ập. Ý. Ập. Anh ngang ngớ. Ập. Sao? À, bá cạp cũng được á, nhăn á.